Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho Sam liên quan đến phát âm. Đúng rồi, cái mình sợ nhất. Đây sẽ là những cái câu mà ngày xưa người ta thường đọc để phân biệt chữ trong tiếng Việt thôi. Phát âm cũng như là dấu trong tiếng Việt. Và bây giờ nhiệm vụ của Sam là sau khi nghe qua Quang Lộc nói thì Sam phải đọc lại thật nhanh 5 lần liên tiếp cái câu đó. Rồi. Khó vậy ta. Câu đầu tiên nha. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lòng lợn no nê. Sam học thuộc hả? Mày có đúng rồi. Cho Sam nhìn được không? Rồi rồi, đây cho Sam nhìn. Nhưng mà Sam phải đọc liên tiếp và đọc nhanh thật nhanh 5 lần nha. Nếu mà không đọc được là bị phạt đấy. Đếm giùm Sam bao nhiêu lần nha. Khi nào ngưng thì nói với Sam nha. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp. Xé nhát, cái này xé nhát nha. Rồi bây giờ bắt đầu lại nha. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lòng lợn no nê. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lòng lợn làm lợn lộn lòng lợn lợn. Trời ơi khó quá mọi người. Rồi làm lại đây, lần thứ hai cho sang lại. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, làm lợn no nê. Rồi. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, làm lợn no nê. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, làm lợn no nê. Nhanh hơn nào. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, làm lợn lo no nê. Cuối cùng một bị liều một chữ lo nê. Tại vì hối Sam đó, khó lắm chứ bộ mọi người. Đó là một câu, bây giờ chúng ta sẽ có câu thứ hai. Đó là đầu làng bông, băm măng, bát mắm, cuối làng bông, bát mắm, băm măng. Lộc đọc đi. Lộc mới đọc xong đó. Lộc đọc 5 lần đi. Đầu làng bông, băm măng, bát mắm, cuối làng bông, bát mắm, băm măng. Đầu làng bông, băm măng, bát mắm, cuối làng bông, bát mắm, băm măng. Đó, thấy chưa? Đúng rồi ta. Rồi. Đầu làng bông, băm măng. Cái gì vậy? Băm măng, bát mắm. Sao hay vậy? Sao nãy nó hay vậy? Đúng rồi, cái này mình liền. Đầu làng bông, băm măng, bát mắm, cuối làng bông, bát mắm, băm măng. Đầu làng bông, băm măng, bát mắm, cuối làng bông, bát mắm, băm măng. Bát mắng luôn rồi. Đầu làng bông, băm măng, bát mắm, cuối làng bông, bát mắm, băm măng. Đầu làng bông, băm băng. Băm băng. Băm băng giờ thành thuốc đỏ luôn rồi. Chuyện khó lắm, khó à. Tức là cái này là chỉ một thử thách vui thôi. Thật sự thì cũng rất là ít người có thể mà nói liên tiếp như vậy mà không lộn được. Nếu mà mình nói một câu thì một lần thì nó sẽ có thể được. Nhưng mà nói liên tiếp thì chắc hẳn là 10 người thì hết 9 người cũng sẽ bị liệu thôi. Cho nên là sao có còn bị vui.